Ăn nhanh con ơi, chan canh thì ngon lắm con. Bố Tùng Phi à, hôm nay ăn thật. Chăng lúc này à? Tùng giờ này lười ăn đấy nhá, Tùng giờ này biếng ăn nhá. Mai đang này đang đau. Chăng đau à? Răng con. À, răng con lúc này à? Cả hai bên đều lúc này, ừ. Ăn bên nào? Ăn bên nào? Khổ thân con, bảo sao mấy hôm nay ăn bị lười ăn. Nhổ đi bố, nhổ bố sao lúc này chậu luôn rồi. Chắc vậy. Thế mà ăn không, cái này mới. Thì đấy bảo sắp dễ. Mẹ tưởng răng, mẹ tưởng răng của Tùng rụng hết đấy chứ, sao bây giờ vẫn còn ạ? Nó còn rụng nữa. Hai lượt cũng còn bốn cái thiên là hai lượt rụng. Chẳng biết ngày xưa cái tầm tuổi này anh đã gầy lưỡi răng suốt. Em biết ngày xưa có đợt mà anh còn bằng tuổi chồng anh như nào? Xui mang đi bệnh xe nào? Cái cống ở chỗ nhà là Nguyên Hùng ấy. Xây mà lúc đấy chưa có cái lắp ở cái cống đi, mà lúc đấy chỉ xây bốn như. Anh lên học lại lý thuyết đi nhá. Cho nhảy phát đập cả răng vào thành đấy. Răng sữa thay, răng mới mọc và răng đấy sẽ là răng vĩnh viễn. Nó chỉ mọc 10 lần. Nhầm. Bây giờ Tùng vẫn anh vẫn cá mọc gì bình thường. Cho anh cá gì vậy em? Anh cá đúng không? Thế tại sao răng nó giờ gãy thì chẳng nghĩa không còn răng nữa à? Đấy răng đấy vẫn là răng sữa. Thế em biết là răng sữa? Đúng rồi Tùng, cái răng lung này đấy con đã mọc lần nào chưa? Răng biết nhớ rồi. Đã dụng lần nào chưa? Đã dụng lần nào chưa? Đúng rồi. Từ bé giờ dụng chưa? Đúng một lần rồi. Thế á? Con dụng một lần rồi. Nó mọc mà. Nó lại mọc à? Nó mọc sao bây giờ lại lung này? Vâng. Đùa à? Con ăn đi. Cái lúc mà con chưa bị mắc bắp dê á, ở với mày á, đập phát vào mồm vào cửa. Thế có khi lần này mày dụng là mày không mọc nữa rồi. Răng đấy là răng vĩnh viễn ấy. Sao lại lung lay? Bị ngã à? Hay sao lung lay? Hay là tự lung lay? Tự lung lay. Mày ăn đi chan canh cho dễ ăn. Mẹ chan canh nhá. Xui rồi, đúng rồi mẹ chan canh. Trước hình như là con gãy cái răng bên cạnh không phải cái răng đấy. Cái răng à? Cái răng à? Cái răng này giờ chắc không? Đấy. Nó là răng vĩnh viễn đây, cho nên là đánh răng cho sạch sẽ vào. Mẹ chan canh như dễ ăn nhá. Nhá. Cái giới con biết cứ lớp 1. Thế mà bố vẫn cãi với mẹ làm răng mọc 2 lần. Tao đang thấy lạ. Hai bố con